Xin chào cả nhà. Cả nhà hôm nay tụi mình sẽ làm một món rất là đặc biệt nha cả nhà. Làm món vịt quay lưu nha. Thì mình có chuẩn bị một con vịt nè. Con vịt này mẹ của mình cho, nhà mình có nuôi vịt đó. Này là vịt Hòa Lan, nhà mẹ có nuôi vịt xiêm, vịt Hòa Lan nhưng mà mình nói là mẹ thôi, bằng vịt Hòa Lan đi. Thì vịt Hòa Lan á, thịt nó trắng á, nhìn nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Vịt xiêm thì nhiều nạc nhưng mà nó sẽ bị đen á. Rồi, đây là một con vịt mình đã mần rồi rửa xong hết rồi. Bên đây là có gia vị để ướp nè cả nhà. Gia vị ướp thì hôm nay em có này là dầu hạt điều, dầu điều nữa ha. Cho cái màu nó vàng tươi á. Bữa nay là nghệ nè, nghệ cũ á, cái mình đâm rồi mình vắt nước á cho nó vàng luôn. Bữa nay là sa tế này cho có vị cay cả nhà, rất là cay luôn. Còn đây là có nước mắm rồi rồi bột ngọt với muối gia vị nè, hạt nêm nè, rồi tiêu với hành tím với tỏi nữa cho thơm đó cả nhà. Rồi bây giờ anh Tân sẽ chuẩn bị ướp nha. Ướp xong rồi đi quay luôn cả nhà. Rồi bây giờ anh Tân sẽ ướp nha cả nhà. Ướp vịt cho nó thấm rồi hồi mới đi nướng được. Mình ướp nha cả nhà ơi. Mấy món này nó đặc biệt quá, mình không có biết làm nên Bữa mình nay để cho anh Tân làm luôn. là một món rất là đặc biệt luôn. Ảnh làm xong rồi hồi cái ảnh đang làm cái đầu móc vô luôn cả nhà, đang đi nướng luôn á, chứ mình làm mất công, hai ba đứa làm mất công mà để nướng luôn. Mà không biết làm thành công không đây. Rồi. Giờ anh sẽ cắt hai cái giò bỏ nha. Bỏ cho qua nó để gọn khi ha, nào anh cắt cái giò bỏ cho nó gọn để á cả khi nhà. chị nướng á, cái chân của con ghẹ vịt á nó khô lắm, cứng ăn không có được. Nhớ lời thừa lắm, mình cắt đi. Nó dài quá hỏi mất công đụng luôn ha. Được, để được cái đùi thôi. Con vịt này bự ghê luôn cả nhà. Vịt Hòa Lan mà nó rất là mập, rất là bự luôn. Nhìn như con ngỗng vậy. Quá tà bự. Cái này cái hồi chưa mần là cân khoảng 3 ký mấy 4 ký cả nhà. Cả nhà Quá coi tà nè. mập luôn. Cả nhà thấy mẹ mình nuôi khéo ghê không? Này nhà mẹ mình nuôi. Dạng ươm luôn. Quá tà bự. Giờ anh sẽ ướp nha. Này mình ăn cả gia đình luôn, đúng luôn. Để hai chân này đi. Đầu tiên là mình sẽ để bột nghệ. Gia Đây vị rất là là đậm đà luôn đó nha. đây là Hôm bột nay là phải cố gắng làm cho nó thiệt là vàng, thiệt là đẹp mới được. ừ. Để này đi nè. Đây. Đây là dầu điều nha cả nhà. Ừ. Đó, cho nó vàng. Màu rất là vàng luôn. Rồi bây giờ anh Tân sẽ lấy kẽm anh vịt này nè cả nhà, vịt để cố định con vịt lại á. Móc này mục đích để làm gì anh, cố định để làm gì? Thế cho hồi mình có cái điểm tì á, để mình móc cái này lên, móc cái này lên, thấy không? Có cái đầu móc ha. Có đầu móc gì đó. Chứ mà em không làm vậy là thôi không thể nào mới được. Hay ta nghiên cứu vậy ha. Để Sáng cố tạo. định giờ giờ đây là cái nhà, đây là cái lu á, mình chuẩn bị nướng nè. Cái lu này là của hồi đó nội nấu rượu nè, phải không anh? Đúng rồi. Cái nội nấu rượu nè. Hồi đó nội có khoan cái ống á,
cái ống mà ngồi nó rụ á, đây nè, nó có cái lỗ luôn nè, đây cái lỗ này nó rồi nội khoan rồi gắn cái ống gì vô vậy, cất gì chân cất rượu gì đó. Rồi cái nãy anh ta mới đục cái ống nó ra rồi, còn lại cái lỗ mà nó để nguyên lỗ này không bít lại luôn, để cho cái gió nó vô than nó sẽ cháy nóng lên á, cho có không khí đó, cho có không khí trong cái lu. Rồi giờ anh ta sẽ nhúng lửa này cả nhà, tắt luôn rồi. Cái lu này bự vậy ha, chỉ có cái lu này mới vừa con vịt đó thôi, quá bự. Cái lu khổng lồ, nước con vịt cũng khổng lồ luôn, chứ cái thạp là không thể vào vừa con vịt đó rồi. Đấy, cái lu này mới thích hợp với con vịt đó. Lu này cả nhà, nó gặp nóng á nó sẽ bị dễ nứt lắm, hồi nãy mình nghe kêu rớp 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 luôn á, nên giờ anh Tân lấy kẽm á anh dịch lại cả nhà, cho sợ bị nứt á cả nhà, sợ hồi đang nướng bùm lên cái tợ hết hồn, sợ quá cả nhà. Hy vọng sẽ thành công cái món dịch với lu này nha. Ồ, lửa cháy cái lỗ này thấy đẹp lắm cả nhà, đó lửa cháy cái lỗ này nè. Đẹp quá. Đây giờ anh Tân nhúm lửa có than cả nhà. Giờ anh sẽ đem con vịt ra để vô lu nướng nè cả nhà. Đây cả nhà. Ồ, nó hoành tráng. Anh có chuẩn bị cái cây. Đây. Đây có than cả nhà. Trong lu có than nè. Nó cày lên. Cháy hết rồi đó. Giờ sẽ gắt cây sắt lên nè. Rồi máng con vịt lên nha. Để vịt vô nha cả nhà. Đây. Trời ơi, trời ơi. Để cho nó ngã xuống đi. Chứ nó dài quá ha. Chèo thấp quá cái nó sợ nó màu khét lắm. Bởi vì mới. Kém hơi dài rồi. Cộng kém hơi dài cả nhà, giờ phải bẻ cho nó thấp xuống. Đây nè. Rồi, vô nhà. Ừ, nó vừa con luôn. Ôi da. Ôi da. Vậy là họ phải trở anh, tại vì cái đồ phần ấy nó thòng nhiều hơn. Xong rồi đậy nắp lại gì anh? Ừ, rồi anh sẽ đậy lá chuối lại nha. Lá chuối lại ha. Cái này phải canh trở cho để nó khét nó không đều á. Rồi, để lá chuối lại cả nhà. Rồi. Giờ người ta sẽ đẩy lá chuối lên nha. Rồi, để đi, hỏi chút coi ra coi sao. Cái này lửa áp quá cả nhà, cho mình chắc mình phải dở lá chuối ra rồi mình thăm hoài vậy cả nhà. Sợ nó khét nó áp quá. Nên ta phải canh lửa nữa, để nó cháy hồi nó không đều dịch nữa cả nhà. Nên chắc mình phải canh thường xuyên rồi, không thể nào đẩy nắp bỏ được. Quá trời vàng, không được quá trời mỡ. Ồ, mỡ nó cháy xèo xèo, nó xì ra rồi cả nhà. Mỡ khủng khiếp nữa. Nó phật lửa luôn cả nhà. Mỡ nó cháy xì ra rồi, phật lửa tới đó luôn á. Ồ, cả nhà thấy nó nhiễu nhiễu không? Nước mỡ nhiễu 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 luôn nè. Ghê thì chứ. Dịch này mập quá, mỡ quá trời. Đây là cả nhà anh Tân mới trở bề vô nè cả nhà. Trở bề cho nó chín đều á. Chứ không trở lại một bên chín, một bên khác đó cả nhà. Lửa áp quá trời. Quá. Tại vì mỡ nó chảy xuống á. Lửa nó phải phục lên. Trời ơi, nó vàng quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Ôi, trời, quá trời đẹp rồi. Ủa, này mỡ nó nhiễu xuống cả nhà, nên phật lửa nó nhanh vàng lắm cả nhà ơi. Hơi áp nên mình phải canh mình trở vậy đó. Phải canh mới được cả nhà, chứ mấy là nó màu khét lắm. Đây lá chuối lâu quá cũng không được nữa, nó dở rồi coi hoài. Quá đẹp em ơi. Muốn cháy cái mỏ, không cháy luôn rồi, chứ muốn cháy. Cái mỏ là phải ấy, cái chân mà em nó như em chừa cái chân là cái chân nó cháy luôn. Quá đẹp hết cả nhà. Đã quá, thơm phức luôn rồi. Quá thơm luôn nè.
vàng tươi luôn cả nhà ơi. Mới bả luôn. Trở về thêm vài lần hết được rồi đó. Giờ mình trở bài về nha cả nhà. Bây giờ mình trở tới bề hông nè cả nhà. Mình cho nó chín đều hết bốn bề luôn. Nãy mình trở hai bề trên bề dưới, giờ tới bề hông rồi. Trở hai cái hông cho nó chín đều luôn để cái hông nó không bị chín nữa cả nhà. Quá vàng luôn cả nhà, quá đẹp luôn. Quá thơm luôn. Nào, vàng tươi luôn nè. Phức nữa trời. Hấp dẫn ghê chưa? Giờ sơm sơm cho nó không có bị nín cả nhà, nó không bị động máu bên trong á. Sơm mới được. Sơm, wow, sơm. Thơm quá. Cả nhà ơi, nãy giờ dịch nướng lưu của mình khoảng hơn một tiếng đồng hồ cả nhà ơi. Giờ chắc được rồi đó. Anh dở thử coi sao anh. Dở nha. Anh dở thử coi. Ui trời ơi. Wow. Wow cả nhà ơi. Wow. Khói bay nghi ngút luôn. Quá trời thơm luôn. Vàng quá trời. Wow. Vàng luôn. Trời. Này nó vàng tới luôn cả nhà. Ôi cả nhà xem nè. Ôi. Ồ, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cái nhà sao? Này nó vàng tới luôn rồi. Quá đẹp luôn rồi. Bên ngoài nhìn nó hơi đen xíu chứ coi. Cái gì là vàng đúng rồi nè, không có đen đâu em ơi. Đúng đúng đẹp luôn á. Quá trời đẹp luôn nè. Đây nè. Hấp dẫn. Thôi giờ mình vô nha. Để chuẩn bị ăn. Bây giờ chuẩn bị ăn cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình nướng vịt xong rồi cả nhà. Vịt ở ngoài nó vàng lắm cả nhà, mà bên trong nhìn nó hơi đen nha cả nhà. Con vịt ở ngoài nhưng mà vô camera của mình sao thấy nó đen quá. Thôi giờ mình dành mà cả nhà ăn chung gia đình mình nha. Rồi mà cả nhà ăn chung gia đình mình nha. Nó có cha mẹ giúp im nha cả nhà. Thôi bây giờ mình sẽ cắt cả. Mà ơi. Này nãy nướng lâu ghê luôn á. Ừ. Anh trả mới trước hả? Để anh trả. Anh trả nó chắc rồi. Anh trả. Nở mình theo anh nhé. Chín nó trời. Cái nhà coi nè. Thấy không? Lại đây đâu có đỡ, đỡ nó hơi nó vàng ngon lắm. Mà sao xa quá ăn cái nó còn dịch thì nó thấy đen. Chứ thật sự ra camera gần lại cả nhà coi nè. Thấy không? Thấy nó rất là vàng, rất là đẹp luôn á. Cha mình thích ăn cần cỏ cả nhà. Cắt mỏng mỏng vậy cha, chắc không được luôn đó. Được rồi. Chín ha. Chín là cũng mừng chứ. Nãy nướng lâu lắm á cả nhà ơi, tiếng mấy luôn á. Trời ơi nó khô hết trơn. Cái sợ nó không chín do chạy dịch bự quá. Bởi bên ngoài nó hơi đen chút, hơi vàng chút. Cái đùi nè, quan trọng cái đùi nè, chín hay không, những cái đùi đã biết liền. Đúng rồi. Dịch này nó cũng nhiều mỡ cả nhà. Chính là nơi. Ừ. Cả nhà coi nè ha. Nhìn xa thì thấy con vịt nó đen nhưng mà thật sự gần cả nhà coi nè. Rất là đẹp luôn. Cái độ vàng nó vừa phải không? Có bằng đùi không vậy? Ôi. Rồi xong khứ. Cho vô cái đùi. Ôi thích đùi. Cho có bằng đùi. Để mình chuẩn bị muối ớt xanh nè cả nhà. Đó, ớt xanh này mình mua chai ớt xanh này, ăn ngon hơn. Mẹ trắng. Dạ. Con vịt này cũng già chứ. Xương. Ui, ăn nếu kìa. Ớt xanh nếu kìa ngon lắm á. Cây cay ngon. Sáng rồi dám, vịt gần 3kg lắm rồi. Quá 3kg mấy luôn á chẳng? Quá rồi. 3kg mấy được rồi. 4kg luôn á. Vịt thì 4kg được. Này vịt xiêm hay là vịt đâu? Vịt quầy lan đó cha. Tại vì xiêm sợ nước là nó đen, thịt đen á. Cái này nhà mẹ con nuôi nè. Thấy không? Màu đẹp không? Chín hết trơn rồi. Nãy mình làm chứ không biết là sợ nó hơi sống á cả nhà.
Được rồi, để đi em bé cho anh cắn cho. Ừ. Đừng cắt nữa. Cảm ơn anh. Rồi. Để cho mình. Còn ô mỡ nó vàng anh. Nước này nó nhiều mỡ quá. Nóng quá. Nóng lên. Mới nướng xong là vô ăn luôn, mới nóng ghê cả nhà. Ừ. Chín hết rồi hôm nay. Chín rồi, chín khô, dịch khô luôn. Thơm ghê luôn. Thơm phức ha. Cho mẹ ăn trước đi cho mẹ. Rồi cho mẹ đỡ yêu ăn. Chúc cả nhà mình ăn ngon miệng. Uống ăn đi không? Ăn bữa đi. Uy ăn đi. Cái này chắc ăn bắp luôn quá, dễ ăn. Bắp đi thôi. Cái này chắc anh ăn bắp luôn thôi. Có phải cái đùi nhưng đó. Mà mình có ướp gì đâu. Dạ. Còn có ướp hết chứ mẹ. Mày ướp gia vị rồi ướp hơi nghệ rồi dầu dầu điều cho nó vàng nữa. Rồi mời cả nhà mình luôn nha. Cái cánh là ngon quá cả nhà. Nhìn vậy chứ nhìn gần nó vàng ngon ghê luôn nè. Chấm với ớt xanh ha. Cái cay, cái chua. Sáng quên mua là chua với dưa leo rồi. Có rau tết không à. Ăn vịt này mình ăn với bánh mì nha cả nhà. Rồi mời cả nhà luôn nha. Cho mẹ bánh mì cho nè. Quy bánh mì đi. Thấy thấy cốt dừa không? Dạ. Sớm rồi bắt rồi. Dạ. Có bữa xanh nó cay cay vậy hả? Uống lon bia cho mát cả nhà ơi. Uống lâu cái vỏ, cái da nó giòn đó kìa. Dạ. Giòn hết nha. Đây nè. Đây nè, giờ mình mời cả nhà nha. Thơm phức luôn. Đây. Rất là thơm luôn cả nhà ơi. Thử coi. Mềm đã. Chứ lần thấy cha ở thành phố nó luộc trước á. Dạ. Luộc trước cái con đưa lên nó bớt màu với mật ong vô dầm cái con gà dịch nó ăn chặt tươi à. Cái đó dịch qua dịch nướng nha. Nó nói là dịch qua nhưng thật sự là dịch luộc. Luộc ở nướng cho nên nó bớt ít ở ngoài nó vàng nó chứ dầm thấy nó pha mật ong với màu dạ. Dầm dịch đẹp lắm. Dạ. Có màu mà màu đẹp lắm hả? Nó làm kiểu vậy là cái con vịt cái đầu nó còn nguyên luôn. Còn cái con vịt của con mà nướng nó cháy. Ừ. Cái nhà coi mình nướng con vịt nè. Lần đầu tiên nướng lu không kinh nghiệm cả nhà ơi. Không phải kinh nghiệm mà tại vì cái này là cái xốp sừng lớp máy của con vịt đó, nó dễ cháy lắm. Nên nó không có còn nguyên được. Còn ta luộc á, chứ người ta quét màu nó còn nguyên. Có mật ong nữa kìa. Vịt cái vàng nhiều đẹp. Có mật ong được không? Ừ. Quá ngon quá nhỉ. Miêu nữa rồi. Dạ. Nghe đừng vô nè. 1, 2, 3 vô. Vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà luôn. Ơi đang khác luôn. Nãy giờ nướng nắng quá cả nhà. Nướng coi vậy mà lâu cả nhà ơi. Nướng trình này không có nhanh được. Nhanh là không có chín nha. Đúng rồi. Gấp gấp nướng bị áp nữa. Nướng lâu hả? Dạ. Hồi sáng không lâu anh. Tôi cũng mới thấy vịt nướng lu luôn. Tại nó phải cũng có chở nướng lu á. Nó cái này đặc biệt tốt nè. Mà nghe em nghe người ta nói chưa thấy người ta làm sao. Cái da cũng ngon lắm. Thôi đi. Bên đây cũng ngon lắm. Không sao. Không đá không? Mẹ thích ăn có xương xương. Để mẹ cắt. Cắt lên ăn rồi. Còn cắt này nè. Thôi xương. Thì xương thì thật luôn.
có rồi, có một chấm này. Con chịch vậy mà nướng ra hắn teo lại hết ta. Ừ. Quá trời bự luôn. Nướng nó teo rồi. Ôi. Ôi, ăn hết rồi. Quá bà luôn. Mình chụp quá lắm luôn. 4 kg rồi hàng ơi. Quá bà bự. Lắm, mỗi dòng mơ hà. Con vịt này mà nấu cháo chắc mỡ gì lắm nè. Đúng rồi, ra mỡ nha. Mỡ dữ dằn. Cũng lâu rồi. Cái nhà mình vô. Đó, 2, 3, vô. Mời cả nhà luôn nha. Qua đã. Nãy có đâu nước bù lòng hả? Bù lòng để lại. Tại nãy mổ nó tét ra luôn cho, không có nhớ được. Bộ lòng nãy để lại chiều chắc nó canh ha. Mấy đi. Đó là xương cứng. Nướng rồi. Nướng cứng. Lấy gì anh? Lấy xuồng. Lấy mấy cái kìa. Mày ăn miếng mì thôi. Cho ăn mì không? Ăn mì thôi. Cũng ngon, cái đâu có thua gì chợ. Dạ. Được cái độ thơm với độ giòn á. Ướp cũng sa tế đồ này đủ. Ướp rồi mới nó đẹp, cứ ăn thật đâu có gì. Nên đâu nó cay lắm anh, nãy cứ sao tới cay mà đâu cay lắm đâu. Ừ. Nãy phải để thêm miếng nữa mới được. Thêm miếng. Để có tí ngủ nhiều hương. Không có nhiều. Nãy còn không có để. Thôi con ăn thấy vậy nó thôi với con này mà nướng đất sét rồi con thấy thế nào không? Được rồi. Cái này thôi, cái sét hả? Ừ. Nghĩ nướng đất sét à? Chú làm. Nhớ hôm trước cô còn như cha cô có làm cái gì định làm bữa là nướng nướng ẩm. Động lắm đối với cái xác hả? Dạ. 1, 2, 3, vô. Thôi thì gia đình mình ăn cũng xong rồi cả nhà ơi. Hôm nay mình quay clip này cũng muốn chia sẻ cả nhà cách nướng vịt bằng lu nha cả nhà. Vịt nướng lu nha. Tao thấy đầu lần đầu tiên mà hai đứa con làm, tao thấy ăn cũng thấy ngon. Dạ. Cái da mình nướng nó kỹ, nó lâu á, nó cũng giòn, ăn rồi nó thịt nó chín ở bên trong, con vịt nó khô. Dạ. Còn vịt cha mua ngoài chợ ăn thịt người ta luộc trước, ăn thịt trong nó nhão. Dạ. Người ta ngoài chợ ta giờ này chỉ để cho con vịt nó phình ra để người ta thấy trời đẹp mắt làm sao á. Dạ. Con vịt của con nướng nó lâu quá cho nó thịt nó khô. Dạ. Da nó giòn, nó chín ở bên trong. Thịt của mình hơi khô, nướng hơi khô cả nhà. Cảm ơn cha luôn. Nhưng mà cái màu của con nướng là nó thấy gì nó không được đẹp luôn. Dạ. Tại ngoài chợ nó khoét màu rồi. Dạ. Cái này nó hơi không đẹp. Con làm tự nhiên à. Cái này tự nhiên ngon. Mà nói chung là ăn thấy cảm thấy ngon. Dạ, cảm ơn cha. Này mẹ ăn thấy ngon mẹ. Ngon. Video của gia đình mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà ơi. Rồi nếu cả nhà thích kênh Miền Tiêu thì nhớ like, chia sẻ đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi gia đình mình bye cả nhà nha. Bye bye. Bye.